Alright boys, theo yêu cầu các bạn Hàn Quốc nha. Nhảy khu nào đông đông xíu. Chó mà thành bắn ghê mà các bạn. Bro laser nó vậy. Mới vô game được 2-3 tiếng bạn. Nó vô chỗ nào đông người luôn bạn ơi. Có ai không? Mình kêu một thằng kìa. Nhìn này cũng không biết có một thằng nữa kìa. Ơi bố mày chơi, bố mày chơi. Tụi liền. Vô súng nè phải không? Ôi máu. Chạy đâu nha, chạy kéo ấy, ấn vô nốt kéo ấy, súng giáp 3 luôn á, giáp 2. Mấy không biết có ai không. Ui này, thấy một thằng nhảy vô mà đâu rồi ta, bắn vô đầu chết á, một đầu một viên một headshot á. Ôi 14 nè, ngon nha. 14 bắn từng viên hết ta. Ui bắn chết mẹ nó, tối mẹ này nè. Ôi cái gì bắn gì trời, qua loot nó chứ các bạn. Đủ chạy bạn ơi. Ơi có mũ mũ hai ngon luôn má. Hộ báo được rồi bạn ơi, hộ báo được rồi chó luôn nè. Ôi shit nè, đâu thế? Tối. Đẩy ngu hả mày? Tối lên. Top 1 rồi. Ủa có máu nhỏ không nha? Sao có máu lớn không vậy? Ủa bò đâu nha? Ủa cái đó là gì? Khinh cái cầu hả ta? Có này hiểu? Mình không biết nha. Gần ngon phết chứ bộ. Bố con này chết tất á. Ủa bò đâu nha? Có thấy mình đang chơi gì nha? Bo đâu? Giáp 2 đúng không? Giáp 3 luôn à. À giáp 2, mé nhìn đủ thiệt chứ. Này là gì em bắn được không? Không được. Giáp 2 mà. Ui, cái gì vậy? Đứng chờ gì ba? Rồi xong rồi bạn ơi, xong rồi. Trời ơi. Ủa bắn cái đó được không? Ồ, đồ ngon các bạn. Mà đáng tiếc là bắn gà. Hai hộp cứu thương luôn rồi. Boss xuất hiện rồi. Mình sẽ qua khu dân cư. Nhìn tức cứ tưởng khu quân sự không. Có xe cả. Ồ sắp hết đạn M4 rồi bạn ơi. Đâu xe nhìn dữ à. Nhưng hôm nay mình theo đó ta, cái đó là gì á. Con này là gì. Đù. Tung được không. Đùng. Không được các bạn ơi. Bắn hả. À bắn. Ủa gì vậy? Kì vậy? Tưởng cho đạn. Mi. Thế luôn hả? Rồi mình sẽ đi qua bên khu dân cư các bạn. Coi có con nào chơi chết mạng. 101 km mà cứ... Ê! Có giáp, có giáp cái này, phải giáp không? Này như Fortnite nha. Giáp luôn. Có giáp kia luôn bạn. Rất là ngon. Ủa hai chiếc xe vậy? Nó nhìn sợ vậy. Đây khu dân cư đây. Lượn một vòng coi có ai không. Ê có nấm nè. Nó gọi là nấm phải cứt. Hai cây luôn. Đó. Tưởng nấm độc nha ba. Ngon liền trời ơi. Dữ. Ê còn cái trong kia là cái gì vậy bạn. Qua đó thử. Ngon. Ui đạn mà bốn ngon. Nằm xuống. Đúng rồi. Bò xuống chết mẹ luôn. Gì vậy? Em cứt vậy? Nhảy từ trên lầu 2 xuống thôi mà. Ồ, drone bạn. Đục. Ngon kìa. Đâu có thấy máy bay gì đâu. Ơi, drone bắn chết mẹ nó. Cái đó là gì á? Cái đó là gì bạn? Bùm. Hình như mình nhặt được drone hả? Ủa hình như mình nhặt được máy bay không người lái hả ta? Từ đâu ra nha? Trên kia vậy? Con mẹ nó tưởng người. Thằng điên này. Gì vậy? Ngon.
mà ù có người loot rồi bạn ơi, khu này có người loot. Mà cái drone này là cái quái gì? Con này là cũng là cái quái gì? Sao mình có ấn nhầm nhỉ? Ui cái đi. Ui 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 ui. Mày đâu mày đâu? Nó đâu nha? Chạy đi chạy đi con đĩ này. Ôi sao bắn không trúng? Mày chạy tuổi liền. Rết giòn rết giòn. Chết mò chết mò. Chết mò rồi. Chạy lé lắm lé. Ui ui nó ship đồ các bạn. Ui chạy lẹ vô nhà vô nhà vô nhà. Bom rơi bom rơi. Ui trời ơi. Ui 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 không phải rơi cơ. Ui cái đó là thính đúng không? Đúng không? Chắc vậy thôi chạy luôn chứ. Ôi ba bạn ơi. Mấy con nào thính không ta? Kiếm kiếm cây nấm lùm lùm ăn chơi. Ở dưới đó là gì? Thính hả? Còn ngon vậy. Mà như dưới kia có cây nấm luôn kìa phải không? Kiếm nấm ăn chơi bạn. Ui bị lút rồi. Mấy mấy này hôi lẹ dưới ta. Thằng chết nữa bạn ơi. Ui shit ui shit. Ui này bắn đầu thế. Ui cướp. Tuổi tuổi liền mày hả? Búp chi hả mày? Fan búp chi qua đây hả? Tao cũng từng bắn búp chi nha. Đố mẹ đục này súng xịn vậy. Này là gì á? Có gì ngon là sao? Cái này nó lái máy bay không người lái hả ta? Mình không hiểu nha. Mình lái được không? Ui dép ba luôn bạn ơi. Wow 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 wow. Giáp gì chứ không phải giáp ba bạn ơi. Sấy banh cái đầu mày nha con. Đồ mé này đưa vô đầu chết. Sao nó không nổ nha. Có drone không? Có drone. Ui ui cái gì? Trời. Lô. Trời ơi. Đứng nó làm chi? Đứng nó làm chi? Đó drone nó bay vô là sao bạn? Drone nó bay vô là sao? Vô lý vậy? Phía dưới cho mình biết nha. Chứng lực. Mày đâu? Đây nè các bạn. UAV. Mày sao? Sẽ có thằng tới tìm mình bạn ơi. Có thể là vậy. Nghe biết luôn. Bắn bẻ khinh khí cầu rơi xuống nó cái đùng. Ui ui ui. Trời trời. Đứng đó ăn hôi hay chi? Ôi giỏi. Máu liền gì lắm thế. Hết liền là đúng lắm luôn. Bắn quẻ yếu chết. Bớt bớt kiếm chỗ tao mà rơi đi mày. Muốn chết mọi giờ. Con nào không ra nốt đi bay. Như trong nhà bạn ơi. Nó làm gì trong nhà. Trời ơi. Như thủ ghê vậy. Biết ép đồ ha. Nghe cái sông rớt mạng rồi ha. Chết Sam đúng ha. Là không có nắm chứ quên. Nắm. Ấy gì vậy? Thử người các bạn. Ui ui. Má xéo ai các bạn ơi. Ui tự nhiên cái nắm mày chết à. Mày điên à. Nhảy lên. Không được. Dừng gì gì. Dừng gì gì. Nhà thủ các bạn. Đèo xe chạy được không? Xe đẹp vậy? Đu. 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 Rồi bị nào hôi rồi bạn ơi. Chết mẹ. Bị nào hôi rồi, bị nào hôi rồi. Đống đó là đống nấm đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Lẹ 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 ăn ăn. Ui ui ui. Ui ui ui. Ui nó thấy mình phải không? Nó thấy mình phải không? Hay sao hay sao? Được mẹ mày chạy đi, mày chạy đi. Ui! Con mờ mờ! Chạy hổ tao cắt!